nay thì Phước vừa đến rạp để xem một phim Nắng, một bộ phim mà Phước đã xem cái trailer và cũng có một số vấn đề khi mà phim đã giờ lên công chiếu. Khi đến xem thì trong đầu Phước nghĩ một cái điều là phim này quá nhiều danh hài như là Tiến Lực, Phương Trang hay là Trấn Thành. Nhưng mà khi đến rạp xem bộ phim Nắng thì cảm nhận của Phước về bộ phim này thì rất hay, rất ý nghĩa, nó mang một giá trị nhân văn rất cao. Khi nghĩ trong đầu mình trước khi đến rạp để xem thì nghĩ đây là một bộ phim mà toàn là những danh hài thì nó sẽ xàm hay là có những điều gì đó mà chắc sẽ không như ý mình nghĩ. Nhưng mà thật sự khi đến xem thì hài rất hay, hài rất là tình huống và rất là nhẹ nhàng. Xem có thể cười đó nhưng rồi lại khóc đó. Và đặc biệt là cô bé Năng, cô bé diễn xuất khá là tự nhiên, một bạn lấy rất là nhiều nước mắt của Phước. Phước nghĩ như thế này, các bạn hãy dành chút thời gian để xem một phim Nắng, bởi vì đây là một bộ phim rất hay, mang một giá trị nhân văn của cuộc sống. Với các tình huống hài thì nhẹ nhàng nhưng mà đủ mang đến cho các bạn cười té ghế trong rạp luôn nhé. Cinema. Sau khi xem bộ phim Nắng xong thì Phước cảm thấy rất là nhiều cảm xúc dâng trào trong người của mình. Xúc động có nè, hài hước có nè. Và bây giờ thì Phước sẽ cho tất cả các bạn cùng nhau biết được cảm giác của những người đã từng xem bộ phim Nắng. Và đây cũng chính là ngày đầu tiên ra mắt khi cảm thấy rất là vui mừng là khi mà mọi người rất là trông chờ bộ phim Nắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ý kiến của các bạn trẻ khi xem bộ phim Nắng các bạn nhé. Xin chào bạn. Thì bạn xem phim xong ra đúng không ạ? Bạn có thể giới thiệu tên cũng như là cho khán giả biết được không? Tên là Thiên Nhã. Bạn vừa xem xong bộ phim thì bạn có tên là thật sự ra như thế này, thật sự ra đây cũng chính là một người mà Phước xem bộ phim Nắng chung đạt với Phước. Và Phước sẽ hỏi cô ấy xem cái cảm nhận của cô ấy như thế nào về bộ phim Nắng các bạn nhé. Nhã có thể chia sẻ một số nét khi mà dạ được. Bộ phim này thì Thiên Nhã thấy diễn rất là nhẹ nhàng nhưng mà hài rất là vui, rồi cũng có những cái tình tiết rất là xúc động. Thật sự thì rất là ấn tượng với chị Phương Trang với lại các cô bé nhỏ nhỏ diễn rất là sâu. Quả thật một điều cũng giống như sự cảm nhận của Phước vậy, nhưng mà xem bộ phim Nắng xong thì Thiên Nhã có cảm thấy là mình có một cái phần tuổi thơ gì trong đó hay không? Thật sự cô bé nhỏ mà phim này là mang một giá trị nhân văn đúng không? Nó làm cho người ta cảm thấy mình có nhiều khác. Và đặc biệt hơn đó là hài, khi mà rất là hài, rất là nhẹ nhàng và cảm thấy rất là vui đúng không? Cảm ơn Thiên Nhã về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Tại sao có hàng ở trên xe của chị? Không biết. Tòa tuyên án tội phạm Trần Thị Trang tử hình. Cảm ơn. Con phải mẹ vương của con. Trang cũng nhớ. Nhớ lắm. Các bạn có thể giới thiệu tên của mình là mình là Vũ. Và tôi nghĩ là mình sẽ xem một phim Nắng. Vậy thì bây giờ thì mọi người sẽ chia sẻ một số cảm nhận của mình sau khi xem xong một phim Nắng. Một phim Nắng thì ở đây là một phim đáng chúng ta được xem. Một phim nói về cái tình mẫu tử và ấn tượng nhất của Vũ đó thì chính là cô bé Nắng. Cô bé rất là hồn nhiên và hấp dẫn. Sau đó thì cô cảm thấy như thế nào về những mối hài trong phim? Khi trong phim có rất là nhiều cây hài, ví dụ như là Tình Tình Phương Trang hay là Trấn Thành. Nói chung là khi mà ấn tượng nhất cái câu hài của Trấn Thành đó là mấy má hoặc là mấy ba. Cũng rất là hài, mới thấy là hay. Đúng rồi, hài rất là nhẹ nhàng đúng không? Một bộ phim có thể là đọc lại một chút gì đó và mang cho nhân văn của mình mẫu tử. Có thể thể hiện được tình bạn bè từng từ những người mà xung quanh dù chỉ là những người bạn mới biết thôi, họ tình lớn với nhau. Cũng là những người với các bạn về vấn đề khi xem một phim Nắng không? Những người các bạn là một phim Nắng hoặc là một bộ phim đáng để chúng ta xem. Cảm ơn Bộ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, giống như bao nhiêu những khán giả khác thì
sự vừa hay nhưng vừa cảm động, vừa mang giá trị nhân văn. Tự mua vé số xuống sổ đài nào ba?